mình sẽ sử dụng giấy bìa cát tông để làm xe đua cho con mình ha, làm đồ chơi cho em bé. Mình cần hai miếng thế này, mình cắt hai cái miếng nhỏ mình dựng lên, dán cho nó giống chiếc xe, mình trang trí nó cho nó đẹp. Bánh xe mình làm cái nắp chai, cắt một đoạn ống hút, mình làm cái trục, gắn cái bánh xe vô. Gắn cái motor giảm tốc vô. Mình nối vô cái bánh xe vô cái motor. Cố định lại cho nó chặt, rồi nó quay không bị vuột ha. Mình xài nguồn pin 9V mấy bạn. Nối cái công tắc vô. Là một chiếc xe đơn giản. Chiếc xe đua. Xe đua hả? Ừ, xe đua á con. Ừ, chiếc xe đua đâu? Xe đua ừ. Chiếc xe đua đâu con? Xe đua.